gì không? Cái này công việc quen thuộc của tôi là đổ rác. À, có hai loại rác các bạn ạ. Một là loại rác là loại rác hữu cơ, một loại rác là vô cơ. Một rác hữu cơ thì chúng ta có thể bỏ ra các bộ rác chúng ta phơi.